Kính thưa quý vị, cá tràng bầu là loại cá có kích thước vừa, chất lượng thịt ngon. Trên thị trường thì giá cá tràng bầu khá cao, dao động từ 200 đến 300 nghìn đồng một ký. Với lợi nhuận mang lại khá cao như vậy, thì thời gian vừa qua, người dân đã tăng cường khai thác, đánh bắt loại cá này, khiến nguy cơ mất dần loại cá này trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long rất cao. Do đó, thì đề tài nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá tràng bầu đã được Trung tâm Công nghệ Sinh học, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thực hiện thành công, bước đầu đã mở ra hướng đầy tiềm năng cho loại cá nước ngọt này. Song song đó thì trung tâm tiến tới sản xuất giống nhân tạo trên quy mô lớn nhằm cung ứng cho nghề nuôi thương phẩm, phóng sự từ truyền hình An Giang. Qua khảo sát thực tế của Trung tâm Công nghệ Sinh học cho thấy hiệu quả mang lại còn khá khiêm tốn, do nguồn giống chủ yếu được đánh bắt từ tự nhiên, chất lượng cũng như kích cỡ cá thả không đồng đều, năng suất mô hình nuôi mang lại chưa cao. Song song đó, sự khai thác quá mức kết hợp với việc sử dụng bừa bãi các loại thuốc nông dược từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp ít nhiều đã tác động đến môi trường, làm cho sản lượng cá phân bố ngoài tự nhiên ngày một cạn kiệt. Sự cạn kiệt của cái nguồn tự nhiên và cái nhu cầu về giống nuôi, và hiện tại ở bà con nông dân thì người ta chỉ phát triển và nuôi ở trong cái lồng bè, và cái nguồn nuôi giống thì cũng đánh bắt từ ngoài tự nhiên. Do đó thì cái cỡ, kích cỡ nó không có đồng đều với nhau. Thì xuất phát từ đó thì cái đề tài mà nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá tràng bầu tại An Giang do Đại học An Giang chủ trì và do thạc sĩ Lê Văn Lãnh làm chủ nhiệm đề tài được triển khai thực hiện. Thì qua cái quá trình nghiên cứu thực hiện thì kết quả sau khi được nghiệm thu thì cái kết quả được chuyển giao lại cho Trung tâm Công nghệ Sinh học và phòng nông nghiệp của huyện Châu Thành. Đây là công đoạn nhân giống cá tràng bầu của Trung tâm Công nghệ Sinh học. Quy trình nhân giống cá tràng bầu được cán bộ thủy sản của trung tâm thực hiện gần một năm nay. Với lượng cá giống bố mẹ ban đầu là 50 kg, đội ngũ cán bộ của trung tâm đã cho sinh sản nhân tạo thành công. Sản lượng hàng năm trung tâm cung cấp thị trường hơn 1 triệu con giống. Và quá trình nuôi vỗ thì nhận thấy cá tràng bầu thì thành thục tốt trong điều kiện nuôi dưỡng ở trong ao. Còn về kết quả cho sinh sản bán nhân tạo thì Trung tâm Nghệ Sinh học cũng đã cho đẻ thành công. Qua quá trình sinh sản thì cái tỷ lệ thụ tinh thì đạt cũng khoảng hơn 80%. Tỷ lệ nở cũng khoảng hơn 70%. Qua quá trình nuôi vỗ cũng như cho sinh sản nhân tạo và quá trình ương thì cho thấy cái tràng bầu sinh trưởng khá là tốt và phù hợp với điều kiện nuôi ao cũng như là nuôi bè và có thể triển khai nhân rộng. Trên cơ sở kết quả đề tài nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá tràng bầu tại An Giang, Trung tâm Công nghệ Sinh học tiến hành thực hiện dự án thử nghiệm ương giống và nuôi thương phẩm cá tràng bầu trong ao tại tỉnh An Giang nhằm góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất, chủ động con giống cung cấp cho người nuôi. Đa dạng hóa loài cá nuôi bản địa và phát triển bền vững nghề nuôi thủy sản nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Kết quả của các đề tài nghiên cứu cá tràng bầu cấp tỉnh này thì trung tâm cũng đã triển khai thực hiện một cái nhiệm vụ để đánh giá cái tỷ lệ mà ương giống và cái chất lượng con giống nó như thế nào. Sắp tới là Trung tâm Công nghệ Sinh học sẽ xây dựng một cái mô hình là ương giống cá tràng bầu và nuôi thương phẩm trong ao. Tại Châu Thành thì chúng tôi sẽ triển khai tại thị trấn An Châu, còn Châu Phú thì sẽ triển khai tại xã Khánh Hòa và Long Xuyên thì sẽ triển khai tại xã Mỹ Hòa Hưng. Trước hết, dự án đã triển khai tại 3 địa phương là thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành và huyện Châu Phú. Dự án cũng nhằm triển khai quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua đó, chủ động cung cấp nguồn cá giống, cá thương phẩm chất lượng và sản lượng trên địa bàn tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.